SEA Games hai bên. Gió dự báo nó kéo tấp cái xà lan và ghe vô trong luôn nha các bạn. Hiện giờ tại cống bây giờ bão rất là lớn. Nhỏ luôn rồi, vô mấy cái vô lại luôn rồi. Quá trời gió luôn các bạn. Trời đang mưa rất là lớn. Tới mũi ở trong mũi đó.
bây giờ ghe và xà lan rất là khó khăn nha các bạn. Sóng hiện giờ, gió và sóng hiện giờ là cũng cấp 6, cấp 5, cấp 6 các bạn. Hỏi bay bay hết trơn, dục neo nó kéo neo đi luôn các bạn. Bây giờ đậu không cũng rất là khó khăn rồi. Các cái xà lan đậu chung thì đỡ hơn nha các bạn, kè với nhau. Sóng rất là dữ nha các bạn. Giờ lại đi lần này là rất là nguy hiểm.
vô lại nó quá cứng. Nơi trú ẩn hoặc là kẹp vô các xà lan khác để nhổ lại cái thả neo. Hai chiếc này bây giờ gió bơi luôn à. Đi trong bờ mà nó gió cỡ này các bạn. Khiếp các bạn ơi, bây giờ gió thổi nó bị bơi. Rồi va chạm luôn rồi, quá thổi rồi. Hiện giờ cống cũng không mở được nha các bạn. Bây giờ gió khoảng cấp 5, cấp 6 thì không thể mở cống được. Và cái xà lan này phải tìm một nơi đậu để an toàn các bạn. Nãy giờ cái xà lan này quay đầu tìm nơi trú ẩn mà không có nè. Đây, mấy chiếc này nó đang quay đầu rồi. Đây là những lúc mà những chiếc xà lan nương tựa vào trong các bạn. Những chiếc xà lan sẽ đậu kế nhau và tạo thành bè để chống chọi lại bão các bạn, gió và bão. Quá cho chiếc xà lan nó đậm. Có thể là gió nó bơi nó đạp ngược lại các bạn. Quá hải hùng luôn. Cái xà lan này bây giờ đang chuẩn bị tạo thành một cái bè mới nha các bạn. Quay đầu nè.
để đưa cái đầu ra nha các bạn. Đấy là để đưa cái đầu ra để cặp với những chiếc xà lan khác ở phía ngoài. Hiện giờ sóng ngoài đó rất là lớn. Ở đây xà lan này nó đậu thành một chùm cũng rất là an toàn các bạn. Đó là giờ chỉ cần cột dây thôi. Còn những chiếc xà lan bên chùm bên này thì đang lay hoay để kết vô các bạn. Đậu mà sát quá là gió nó đẩy vô bờ luôn. Sát bờ quá, bây giờ phải dời ra xa. Các bạn thấy là bên ngoài biển là những cơn sóng rất là lớn. Nó đụng nhau luôn rồi. Bơi quá bơi à. Chiếc tàu cá. Gió nó đẩy chiếc tàu cá nó mất kiểm soát. Trời ơi trời, đụng chiếc này luôn rồi hả? Rồi đụng rồi. Rồi không sao không sao. Chạy lên được rồi. Quá gió rồi.